năm trời được một ngày chẳng lẽ đi đi làm không đi làm em mới chết hả? Chửi ông vừa năm ngoái đó. Mày không chết chứ mà chủ mày chết. Ông nói vậy hả? Làm bao nhiêu nhưng mà Biết như rồi. vậy có mới có tình cảm trong gia đình kiểu vậy á, phải có trách nhiệm nhé. Trời, bé này cậy mụn lắm này. Cậy mà Mụn thâm não quá hết chị luôn. có nghe Cậy mà thâm hết mặt luôn. sao tự nhiên hên xui ra mà tự nhiên đem bố mẹ của bắp đấy chứ chạy thẳng về nhà rồi. Ừ thì đó thấy là thấy bán bắp nó ngay chỗ cây ATM cái mua cây nhà không em nặng mình nó bị tội 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 đúng đó. rồi Giờ em mới xong sao xong rồi chị chỉnh cổ đau cho bà kia. lâu kệ trời ơi may sao vớt được 2 ca nặng quay mới đã này thì kia cũng vậy. Mày nên bữa nay quay được video rồi hả? Ôi chị xóa biết bao nhiêu. Tôi mua cái máy mới để mà Thì để làm việc luôn xong đó. xong tiền hàng đã, xong tiền Làm việc hàng luôn rồi đó. cái đi mua. Mai mốt mua. Làm việc luôn mà có máy Chắc bà được yên. một cái mà nghe nói mấy chục triệu mà cũng tiếc hả? Sợ nó rớt cái Đứng tìm. mua cái Pro Max cũng được. Bữa Ừ, nay cũng được. nó ra lỡ vài bữa nó ra cái mới nó giảm bụng tim nhé. Ừ, sao chị thấy để điện thoại xa vậy Châu? Gần lại đi. Rừng là nó bê. Không, em zoom lại nó mới bể chứ còn. Nhưng mà bê. Thế nó cứ Sao gì nữa? Coi không chứ lại coi đưa cho nó ổn. ngón á. Coi cho ổn nha. Nghĩ thật ngắm cho ổn nha. Được mà nãy giờ ngón mà Đừng có để cái tay nó khúc. Cô ấy chưa về luôn hả? Cô ấy mới thấy tóc xong rồi. Mình để thấy sạch.